Xin chào anh chị. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh chị một cái nội dung liên quan đến cái tư duy trong đầu tư chứng khoán và cái tư duy chiến thắng thị trường. Thực ra thì mọi người rất hay gọi là vội vàng nói đến cái việc chọn các cổ phiếu nào và đầu tư ra làm sao, mua ở vùng nào và bán ở vùng nào. Nhưng mà chúng ta thường không đặt một cái cách suy nghĩ, một cái cách tiếp cận vấn đề, một cái cách phân tích để làm sao chúng ta thấy được là cái việc mà chúng ta ra quyết định đầu tư nó dựa trên cái cơ sở gì, nó đã những có những cái sự trải nghiệm, có những cái sự kiểm chứng, nó nằm trong một cái hệ thống phương pháp luận gì, ví dụ như là doanh nghiệp hay là về kỹ thuật phân tích cơ bản hay là cái gì, đúng không ạ? Do vậy trong cái nội dung hôm nay thì mình sẽ nói về hai cái nội dung này. Thứ nhất là liên quan đến cái tư duy, cái thái độ đối với đầu tư chứng khoán. Thì cái nội dung này thì là sẽ dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Tại sao lại dành cho nhà đầu tư cá nhân? Bởi vì những nhà đầu tư cá nhân là những người đầu tư đơn lẻ và có rất nhiều cảm xúc trên thị trường anh chị nhé. Thì có hai cái thực tế mà anh chị có thể thấy là 90% nhà đầu tư mất tiền lên thị trường chứng khoán. Cái nhất, cái thứ hai là chứng khoán nó rất giống với đánh bạc. Thì tại sao là 90? Thì cái này thì không phải là tại sao nhé anh chị, nó là thực tế nhé. Thực tế ở đây thì anh chị có thể tìm hiểu, hoặc chị có thể search Google, kể cả gõ tiếng Anh nhé. Ở đây nói lên là điều gì? Các chị có thể thấy rằng là trên thế giới thị trường chứng khoán nó có cả trăm năm rồi, Việt Nam vài chục năm rồi, đúng không ạ? Chúng ta mới tham gia, nếu anh chị là những nhà đầu tư mới khoảng từ cái đợt tháng 4 năm ngoái thì lúc đó thì đến nay thị trường nó đi lên, đúng không? Các chị nhìn từ tháng 4 năm 2020 đến nay đi lên làm gì, có cái nào đi xuống đâu. Một hai lần đi xuống nhưng các chị đặt cược thì các chị vẫn thắng, đúng không? Tức là gần như chúng ta cái đặt cược cho cái việc thị trường lên là một cái mang lại cho anh chị một cái số dương. Thì anh chị nhìn như vậy thì anh chị có thể sẽ là màu hồng nhé. Nói như thế thì không phải là dọa dẫm hay là dìm nhau, như anh chị nhìn thấy đây có rất nhiều giai đoạn nhé. Thì tại sao người ta nói là cờ bạc? Cờ bạc bởi vì người ta chơi những cái đoạn này này, các anh chị là giao dịch, các anh chị chơi những đoạn này này, thì chơi những cái đoạn như thế này này, đúng không ạ? Từ 2018 đến 2020, đúng không? Các anh chị nhìn cái đoạn này, 2014 đến 2016 này, từ 2010 đến 2012 này, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta, đây là sinh ra vào trong cái giai đoạn mà nó ngon nghẻ, còn sinh ra vào giai đoạn loạn lạc thì nó rất là khác anh chị nhé. Thì khi mà các anh chị đang trong cái giai đoạn mà thị trường rất là tốt, mọi thứ đều rất là hào hứng, rất là màu hồng, chúng ta gần như đặt hết các cái niềm tin cho các cái group, các cái diễn đàn, các cái hội tư vấn Zalo, các cái kênh YouTube. Tất nhiên mình nói như thế là bản thân mình cũng làm kênh YouTube ở đây, thì muốn cho anh chị, thứ nhất là khi mà theo dõi hoặc các cái nghiên cứu và cái đánh giá, chúng ta phải có một cái nhìn trung lập, khách quan, phải nhìn thấy cái cơ sở phương pháp luận của nó ở đấy, chứ không thể là nghe theo người ta xúi cho một vài thứ. Các anh chị có thể nghe được đến cái câu này rồi, tức là phố vua là nơi duy nhất mà những người đi xe Rolls Royce nghe lời khuyên của những người đi tàu điện ngầm, đúng không ạ? Bản thân là các anh chị xem kênh YouTube, các anh chị xem kênh YouTube của rất nhiều người đã đi tàu điện ngầm. Tất nhiên Việt Nam thì không đến mức là đi xe buýt, nhưng mà bản chân là chúng ta ở đây nói điều gì chưa, chúng ta đang trao niềm tin cho những người khác, đúng không ạ? Bản thân chúng ta mua một cái tivi, một cái tủ lạnh, có khi chúng ta dành rất nhiều cái thời gian để chúng ta nghiên cứu là tủ này nó như thế nào, tủ kia nó như thế nào, cái tivi đúng không ạ? À, cái tủ lạnh, cái tivi thì cái loại này là màn hình ra sao, kích thước bao nhiêu, tỷ lệ thế nào, của hãng nào. Khi các anh chị chốt được cái mẫu đấy rồi, cái model đấy rồi, thì cái việc các anh chị đi mua, các anh chị còn vào thử xem là các cái công ty điện máy nó bán giá bao nhiêu, xong vào web so sánh xem nó như thế nào, đúng không ạ? Vậy tại sao chúng ta lại đi bỏ một đống tiền ra để đặt cái niềm tin cho mấy cái ông mà chúng ta nghe loáng thoáng, nghe thấy êm êm tai, vui vui, đúng không ạ? Thì đấy là mình chia sẻ ở đây này. Thì cơ bản là muốn cảnh báo cho mọi người ấy, là hiện nay đang đẹp, đang màu hồng, nhưng chúng ta phải cảnh giác, bởi vì khi mà thị trường nó có những cái sự đổi chiều thì người mà lãnh hậu quả thì chính là chúng ta, đúng không ạ? Đó thì đang trong cái xu hướng lên thì nó là như vậy, nhưng mà nó ở một kịch bản thị trường khác thì chúng ta phải đi theo một một cái cách đầu tư khác. Và đây này, cái cách mà chúng ta tốt nhất là chúng ta phải trang bị kiến thức cho mình nhé, phải trang bị kiến thức cho mình, kiến thức cho mình. Cho dù ở đây thì trong cái nội dung hôm nay thì chắc là mình cũng không tập trung vào cái phương pháp đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng hay đầu phân tích kỹ thuật hay là phân tích cái gì, mình chỉ muốn chia sẻ là cho dù các anh chị đi theo bất cứ một cái phương pháp nào, cho dù là phương pháp đầu tư gì nhé, các anh chị đặt cược vào doanh nghiệp, đặt cược vào thị trường, đặt cược vào cổ phiếu, đặt cược vào ngành nghề cổ phiếu, đúng không? Đặt cược vào một cái vĩ mô hay đặt
đặt cược vào một cái game gì đấy đối với một doanh nghiệp, nhưng mà chúng ta không hiểu, không có những cái trải nghiệm, không có cái kiểm chứng, không có cái hoạt động mà chúng ta test, chúng ta đánh giá, đúng không? Chúng ta kiểm soát các cái cảm xúc giao dịch của mình, thì chúng ta trời đẹp thì không sao, nhưng mà trời nó không đẹp thì chính chúng ta là những người gọi là gánh những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Ở đây có một cái cuốn sách về Hòn Tuyết Lăn của ông Buffett rất là hay. Bản chất là Hòn Tuyết Lăn ở đây là nói lên điều gì? Tức là đối với những nhà đầu tư trên thị trường, chúng ta đầu tư, chúng ta nghiên cứu, thì thông qua theo thời gian anh chị nhé, thì chúng ta sẽ dày lên các kiến thức của mình. Nếu đối với các anh chị là những người phân tích về doanh nghiệp, về giá trị, thì khi các anh phân tích rất nhiều thì chúng ta chỉ cần liếc qua cái báo cáo tài chính, chúng ta liếc qua cái mô hình kinh doanh, liếc qua là chúng ta hiểu được ra là cái công ty này nó ra làm sao, nó hoạt động trong lĩnh vực gì, ban lãnh đạo của nó là gì, đối thủ của nó là ai, sản phẩm của nó thế nào. Nhìn qua một vài chỉ số là anh chị có thể đọc được, thì đấy là Hòn Tuyết Lăn về mặt doanh nghiệp. Còn nếu đối với đầu tư kỹ thuật là các anh chị phải nhìn vào cái đồ thị một cái, là các anh chị phải đọc ra được ngay cái thị trường chung nó ra làm sao, cổ phiếu nó hoạt động ra thế nào, đúng không ạ? Nó giống như là bác sĩ người ta nhìn cái kết quả siêu âm á, người ta nhìn lia cái máy vào cái bụng là người ta nhìn ngay ra được là trong đó nó như thế nào, đúng không? Thì hãy tự mình biến mình thành những chuyên gia. Nói như vậy thì cũng không phải là chúng ta tự làm khó mình quá anh chị nhé, nhưng mà theo mình nghĩ để đầu tư thực sự thì theo mình nghĩ là nó cần cái thời gian, nó cần cái sự nghiên cứu, chứ không thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái này anh chị nhé. Chỉ 10% người ta chiến thắng thôi. Bởi vậy nếu mình đi làm theo cái cách mà giống như 90% người khác thì mình sẽ có nguy cơ, đúng không ạ? Mình có nguy cơ 90% thua lỗ, đúng không ạ? Thì mình phải làm sao, mình phải đặt mình vào cái vị trí của 10% những cái người mà người ta có thể chiến thắng á. Nói như thế thì cũng không nghĩa là dạy dạy đời, nhưng mà mình cũng thực ra là rất là muốn chia sẻ với anh chị trong cái cách tiếp cận làm sao cho nó đúng đấy nhé. Cái thứ hai là về cái tư duy chiến thắng thị trường ấy nhé. Cái này thì nó không phải là mâu thuẫn với cái trên đâu. Cái trên này thì bảo là dìm xuống, cái này mà lại nâng lên thì không hoàn, nhưng mình đây xin mình chia sẻ cho anh chị một số những quan điểm về chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng thị trường được. Vậy thì cái 90% kia mà nó dìm chết chúng ta thì nó là những cái gì, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là đầu tư chứng khoán thì nó, các anh chị đang đi theo cái hướng nào? Các anh đang đầu tư hay là các anh chị đang đầu cơ, đúng không? Hay là anh chị đang chơi một cái game, đúng không ạ? Cái game này gọi là game tài chính, game chứng khoán, đúng không ạ? Các anh chị làm cái việc gì? Bây giờ thực ra là gọi là đầu tư hay đầu cơ nó phụ thuộc vào cái hành vi của các anh chị khi các anh chị chuẩn bị xuống tiền đấy, đúng không? Nếu các anh chị nghiên cứu về doanh nghiệp, các anh chị xác định về thời gian, các anh chị phải chờ các cái cơ hội của doanh nghiệp về sản phẩm các thứ, các anh chị đặt cược vào doanh nghiệp thì các anh chị mới là đầu tư chứng khoán, đúng không ạ? Các anh chị có một cái kịch bản giao dịch mà các anh chị thấy được cái quy luật thành công thì các anh chị có thể gọi là đầu cơ. Đầu cơ này thì nó mang tính chất ngắn hạn hơn, nhưng mà cả đầu tư và đầu cơ thì nó đều có một cái kịch bản rõ ràng anh chị nhé. Nó có đều có một cái cách đầu tư rất là logic và chặt chẽ. Còn nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta chỉ nghe ai đó nói thì vậy thì các anh chị cũng chả phải đầu tư, các anh chị cũng chả phải đầu cơ, mà các anh chị đã chơi một cái game tài chính và trao những cái niềm tin cho những cái người khác, cái người khác ra quyết định giúp mình, đúng không ạ? Tiếp, vậy đây có phải một cái game nhà cái không? Các anh chị thấy là các cái chủ sòng bạc casino hoặc là Việt Nam ví dụ như là công ty xổ số, đúng không ạ? Hoặc là các cái chủ lô chủ đề ấy, thì đó mới là các cái game nhà cái. Tức là các anh chị rất nhiều anh chị chơi, đúng không ạ? Giống như đánh 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 đề ấy, một lần ăn 70 lần nhưng nó có 100 số, thì các anh chị đánh thì kiểu gì chủ đề người ta ăn được 30 số, đúng không ạ? Và nhiệm vụ của người ta chỉ việc là phân bảng với san bảng thôi, đúng không? Cứ mỗi người, tất cả mọi người mà đánh giá trị tiền bằng nhau thì là chủ đề lúc nào cũng thắng, và người chơi kiểu gì cũng mất, ông nào mà hên lắm lên được một lần, đúng không ạ? Thì đây nó không hẳn là game nhà cái anh chị nhé. Các anh chị chỉ nộp cho người ta có 0,15% là cả thuế cả phí rồi, do vậy không hẳn đâu nhé, nó không hẳn là game nhà cái này, chúng ta phải rõ cái đấy. Cái nhất là cái thứ hai. Cái thứ ba, các anh chị có thấy là nếu mà doanh nghiệp mà làm ăn tử tế, đúng không, điều hành tốt, kiểu gì giá cổ phiếu cũng sẽ lên nhé. Doanh nghiệp làm tốt thì kiểu gì cũng lên, nó không lên trong tuần sau hoặc tháng sau nhưng mà mình nghĩ chắc chắn nó sẽ phải lên, bởi vì trên đời này làm gì có cái gì tốt mà nó không lên đâu, đúng không ạ? Tất cả những thứ tốt thì sẽ đều được ghi nhận qua thời gian nhé, thì chắc chắn nó sẽ lên đó. Và cái thứ ba, cái thứ tư là anh chị thấy rằng nếu anh chị nhắm mắt lại, các anh chị mua một cái doanh nghiệp, các anh chị chỉ cần phi tiêu thôi nhé, các anh chị chơi trừ random đi,
Các anh chị copy tất cả các mã cổ phiếu anh chị ném vào trong cái random list á, các anh chị bấm, nếu chọn được ra khoảng 3 mã, các anh chị mua đúng 3 mã đấy. Và nguyên tắc của anh chị là 1 năm hoặc là 2 năm hoặc 3 năm các anh chị mở lại, các anh chị xem tài khoản. Thì kiểu gì anh chị có 50 xác suất rồi, 50% là chiến thắng, đúng không ạ? Hàng ngày thay vì đó chúng ta cứ bồng bềnh nghe mấy cái ông suối mua mã này mua mã kia đúng không? Một vài cái lý do, một vài cái game đúng không? Xong chúng ta cứ nhảy vào nhảy ra, nhảy vào nhảy ra. Rõ ràng là đấy là chúng ta đang tự hại mình đúng không? Tuy nhiên là nếu anh chị đây thấy rằng là 50% chiến thắng mà nó chỉ có mỗi lên hoặc xuống, làm gì có cái kịch bản khác đâu đúng không? Trong khi các anh chị nhìn thấy thị trường này, đây thị trường, đây là thị trường đi lên theo thời gian nhé. À, thị trường đi lên theo thời gian có thăng có trầm, nhưng mà xét về khía cạnh là chắc chắn nó đi lên, kinh tế đi lên thì kiểu gì nó cũng đi lên đúng không? Chắc đấy là điều chắc chắn. Có điều chúng ta có đủ sống lâu đúng không? Có điều chúng ta đủ bản lĩnh, có điều chúng ta đủ dũng cảm để chúng ta làm những cái việc mà người khác không dám làm hay không thôi đúng không? Do vậy là mình chia sẻ đây là cái nguyên tắc của chúng ta là luật chơi có 50% thắng nhé. Là cái tiếp nữa là các cổ phiếu thành công nó có quy luật. Cái này các anh chị có thể nghiên cứu thấy. Thứ nhất là quy luật về mặt doanh nghiệp, về mặt kết quả kinh doanh. Thứ hai là cái quy luật của đồ thị nhé. Rất nhiều các cái hệ thống về phân tích kỹ thuật rồi, từ hệ thống phân tích kỹ thuật về độ truyền thống này đúng không, các cái chỉ báo indicator thứ này hoặc hệ thống Ken Slim vĩ đây rất là nhiều, và họ đều có những cái quy luật thành công nhé. Cái này thì mình thấy là nó đều 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 tìm ra được, bởi vì nếu không tìm ra được quy luật thì các anh chị gọi gì là indicator, gọi gì là phương pháp Ken Slim, gọi gì là vĩ đây nữa, bởi vì chắc chắn là nó phải đúng nhiều hơn sai đúng không? Nhưng mà cứ khi chúng ta tham gia vào thì nó lại sai, còn khi chúng ta không tham gia thì nó lại đúng, cái trò nó lại quấy như thế. Nhưng mà chắc chắn là nếu các anh chị nhìn lại nó đúng nhiều hơn sai đúng không? Đấy là cái tiếp theo thì các chị thấy là nhà đầu tư lớn thì kiểu gì thì họ cũng sẽ để lại dấu chân đúng không? Tức là đây là gì, khi một doanh nghiệp làm ăn tốt thì sẽ được rất nhiều doanh nghiệp chú ý đúng không? Đương nhiên là họ sẽ phát hiện trước chúng ta là cái điều chắc chắn. Họ biết trước thì họ làm gì? Thứ nhất là họ sẽ phải gom trước, kể cả họ gom một cách gọi là chính thống, tức là họ loa loa cái tin đấy là ok tôi mua doanh nghiệp này, các chị vào các cái trang phân tích nó đều nói là ông quỹ này sở hữu cái bao nhiêu phần trăm, hoàn toàn chúng ta thấy được đúng không? Hoặc các anh chị nhìn vào các cái hành vi, các cái dấu chân, các cái khối lượng giao dịch thì chúng ta sẽ biết ngay, thông qua các hoạt động của chúng ta cũng đoán được là ai rồi đấy. Thì với những cái này thì các anh chị thấy rằng là thứ nhất là chúng ta đang tham gia dưới góc nào, và thứ hai là chúng ta có thể chiến thắng được không. Rõ ràng là 50-50 đúng không? 50-50 là các anh chị có cơ hội rồi, các anh chị nhìn được doanh nghiệp nữa, các anh chị nhìn được quy luật của cổ phiếu thành công nữa, các anh chị nhìn thấy quy luật cái dấu chân của nhà đầu tư lớn nữa. Vậy thì tại sao cái xác suất này nó lại giảm đi đúng không? Nó lại trở về các anh chị về 90% nhà đầu tư mất tiền đúng không? Bởi vì cái hệ thống của chúng ta chưa đủ tốt, về kiểm soát tâm lý không tốt nhé. Tiếp theo là các anh chị thấy ra là cái việc mà chúng ta giao dịch ấy, nó là có nguyên tắc xác suất nhé, không gì tuyệt đối cả, nó là kinh doanh mà. Đã gọi là kinh doanh thì nó sẽ phải là xác suất, cho dù là kinh doanh buôn bán, kinh doanh thương mại, kinh doanh sản xuất hay bất kể cái gì thì mình nó đều là có xác suất anh chị nhé. Đấy, vậy thì mình chia sẻ với anh chị một cái bí mật về đầu tư chứng khoán. Các chị có xem cái phim Kung Fu Panda chưa? There is no secret ingredient này, tức là kiểu cái con gấu này nó thích ra bố bốn nuôi con gấu này dẫn nấu phở. Ông này lan truyền là ông có công thức nấu phở bí mật, nhưng mà thực ra cuối cùng ông nói cũng chẳng có gì bí mật cả. Rất nhiều thứ mà chúng ta tưởng là có bí mật nhưng mà lại chẳng có bí mật gì cả, và khi càng đi tìm công thức bí mật thì chúng ta lại càng ảo vọng và càng càng thất bại nhá. Thì mình theo mình nghĩ là bí mật nó là chẳng có bí mật gì cả. Cái mà chính chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất là về cái toán học lớp 4 đấy, để chúng ta đầu tư hiệu quả là thứ nhất là các anh chị để mấy các anh chị đầu tư được á, thì các anh chị có một cái hệ thống đầu tư. Hệ thống ở đây nó không phải là cái gì cao siêu đâu nhé, nó chỉ là các cái công thức, các cái nguyên tắc, các cái rule thôi. Tức là nếu cái ví dụ đi, nếu doanh nghiệp này có ROE là 17%, 20%, P/E thấp hơn, mình ví dụ nhé, P/E thấp hơn 10, ROE 20% và tăng trưởng hàng năm 15% thì tôi mua. Ví dụ thế, đấy là một hệ thống. Các chị bảo cứ cổ phiếu này khi MA 10 cắt lên MA 50 thì các chị mua, đó là một hệ thống nhé. Thì các chị cần phải có một cái hệ thống mà anh chị có thể trải nghiệm được nó, và các chị biết tại sao các anh mua, chị mua tại sao chúng ta bán. Cái này thì càng đơn giản càng tốt nhé. Bởi vì sao? Các chị thấy là giờ giao dịch Việt Nam nhé, bắt đầu là mở từ 9 giờ đúng không ạ, buổi chiều là 2 giờ,
Đa phần là các anh chị nếu trong giờ cái khoảng 11, 12 giờ hoặc là 1 giờ thấy các mã nó lên nó mầm là các chúng ta FOMO rồi, chúng ta vào chúng ta đuổi ngay, mặc dù hệ thống bảo rằng chúng ta phải giải ngân từng phần hay hay rất nhiều thứ khác, nhưng mà gần như chúng ta quên bén hết, lúc ấy đầu óc ù hết rồi, lọc cổ phiếu nó không lọc nổi nữa đúng không ạ? Hoặc là kể cả 2 giờ 30, 2 giờ 45 thế, chúng ta thấy là mở ra chúng ta ngồi checklist các cái điểm như thế nào tẩu hỏa hết. Do vậy theo mình nghĩ đó, hệ thống thì càng đơn giản càng tốt đấy chị nhé, chúng ta hãy cái hệ thống đơn giản nhất có thể, không phải là hệ thống càng phức tạp thì nó càng hiệu quả đâu. Anh chị bảo là cho 10 tham số vào, 20 tham số, 100 tham số, chả chả phải, nó càng mâu thuẫn nhau và nó tự nó phản tác dụng cho nhau và nó càng dễ dìm chúng ta chết. Chúng ta hãy dành những thứ đơn giản nhất, càng đơn giản càng tốt nhé. Và anh chị phải kiểm soát được cái tỷ lệ win rate, tức là tỷ lệ thành công cho thất bại. Ví dụ là mình đầu tư tăng trưởng, ví dụ đầu tư Kensley VLA đi, thông thường là cái tỷ lệ của mình khoảng 60 40, tức là 60% là thắng và 40% là thua nhé, cứ nói cho thế cho nó yên tâm và chủ động. Còn đầu tư ví dụ như Warren Buffett đi, ông ấy mua 10 lần thì ông cũng chỉ được khoảng 7 8 lần và ông phải mất vài lần, 2 3 lần đấy, nó là như vậy. Nhưng mà ở đây này chúng ta phải thấy rằng là cái win rate này nó phải đi kèm với cái công thức chốt lời và cắt lỗ. Ví dụ của mình là ví dụ chốt lời tối thiểu là 20%, nếu đánh theo các cái mã tiêu chuẩn hoặc là đánh dài hạn thì sẽ phải kỳ vọng khoảng 30 đến 40%, và cắt lỗ thì không bao giờ quá 7%. Thì với cái tỷ lệ chốt lời trên cắt lỗ này nó phải đi với tỷ lệ win rate, hai cái này nó phải đi với nhau. Ví dụ các anh chị có một cái tỷ lệ như thế này đúng không, thì các anh chị được phép lỗ 3 lần và lãi 1 lần thì các anh chị vẫn huề. Với như vậy thì các anh chị mà tỷ lệ win rate 50 50 là các anh chị đã thắng rồi đúng không, vì các anh chị đánh 10 lần và các anh chị thắng 5 lần, lỗ có 5 lần thôi, trong đó 5 lần lỗ là lỗ mất mỗi lần có 7% mà 5 lần lãi là được 20%. Cho dù nó là bao nhiêu thì chúng ta phải kiểm soát được hai cái này nhé. Nhưng cái này là một nguyên mình nghĩ rất quan trọng. Thứ nhất, hệ thống phải đơn giản, win rate là phải rõ ràng nhé, công thức chốt lời là phải để rõ ràng nhé. Thì ở đây khi mà chúng ta làm ra như này, chúng ta in ra, chúng ta dán ở trước mặt thì chúng ta làm đúng như thế thôi. Nếu mà trong sau khi mà chúng ta thấy là chúng ta làm như thế một thời gian mà không đúng thì chúng ta sẽ sửa, chúng ta sẽ phải sửa cái này, chứ không có nghĩa là vì cảm xúc cho nên chúng ta đi sửa các công thức giao dịch của chúng ta như thế này là chúng ta không bao giờ chiến thắng được. Tức là cái có một cái ông nào đấy đầu tư rất là nổi tiếng, ông nói rằng là đầu tư chứng khoán này thành công đó, nó phân biệt giữa một người trưởng thành với một người chưa trưởng thành. Tức là ý ở đây là gì, cái câu đấy nó là một câu tiếng Anh nhưng mà ý ông nói rằng là cái kỷ luật, cái nguyên tắc nó là cái quan trọng nhất của đầu tư, không có gì quan trọng hơn cả. Hệ thống của ông siêu đẳng đến mấy mà ông không có kỷ luật, ông không quản lý được, kiểm soát được cái tâm lý của mình thì ông chẳng bao giờ chiến thắng được, đấy chắc chắn. Thì đấy là cái chia sẻ của ông ấy. Về thứ nữa là các bạn thấy lưu ý một cái nguyên tắc tảng băng chìm nhé. Các bạn thấy tảng băng chìm rồi đúng không? Nó nổi có một phần thôi, còn đa phần nó chìm ở dưới, đúng không? Vậy thì những cái mà chúng ta nhìn ở trên đó các bạn, nó không phải là sự thật nhé. Nó không là không không là không không phải sự thật đâu. Cho nên những thứ bạn càng dễ nghe, càng thấy public đúng không, các bạn sẽ càng thấy nó thất bại. Các bạn thấy là doanh nghiệp quá tốt, mọi thứ tin tức quá tốt như thế đấy, chưa chắc đã là tốt cho cái cổ phiếu đó đúng không. Các bạn nhìn thấy nó quá xấu cũng chưa chắc nó đã là xấu. Ở đây mình nói chung chung thôi, nhưng mà chúng ta cần phải cần cần phải có cái quan điểm từ cái hệ thống này của mình, cái quan điểm khi bạn xây dựng một cái hệ thống là các bạn phải kiểm nghiệm được cái hệ thống đấy đúng không. Rõ ràng là các bạn kiểm nghiệm rồi, các bạn nhìn ở trên cái đồ thị phân tích kỹ thuật này này, hàng ngày các bạn phân tích Kensley, các bạn phân tích VLA đúng không, mình đang ví dụ cho các bạn thôi. Các bạn phân tích rất nhiều thứ ở trong này toàn bằng đồ thị thôi, trong khi các bạn giao dịch thì các bạn ngày mai là bắt đầu, ngày mai đáo hạn phái sinh, ngày mai chi cổ tức, xong các bạn luận hết vào đấy thì rõ ràng là các bạn đã phủ định rồi, phủ định cái cũ của bạn rồi. Vì cái mà các bạn hệ thống, các bạn xây dựng hệ thống tư duy của các bạn phân tích này nó là bằng đồ thị, thì tại sao các bạn tương lai các bạn lại dùng các cái tin tức vào để các bạn phân tích đúng không ạ? Đấy là cách suy luận, đấy là cái cách gắn ghép cực kỳ xa. Chúng ta lấy một cái hệ thống cũ để so sánh với một cái hệ thống mới mà chúng ta đang nói là hệ thống mới với hệ thống cũ giống nhau, thực ra nó không phải giống nhau nhé. Nhiều khi có rất nhiều người, các bạn xem môi giới phân tích đưa cho các bạn rất nhiều các cái tin tức rất hay ở phía sau này, trong một trời tin tức ở đây này đúng không, nhưng mà các bạn phân tích ở đây các bạn có tin tức không? Lúc các bạn phân tích đây các bạn quên hết cái tin tức lên thì các bạn nhớ được đâu, may ra nhớ được một hai khúc đúng không ạ? Vậy thì cái tin tức ở đây này nó là vô giá trị, bởi vì các bạn đang chỗ này là các bạn không dùng đến tin tức thì chỗ này không dùng đến tin tức, ví dụ thế.
Tức là rất nhiều thứ mà chúng ta chấp ghép vào với nhau, đúng không? Chấp ghép với nhau thì nó lại càng rối và càng sai. Đấy, thì theo mình thấy là cái thứ mà bạn thấy đơn giản nhất, nhàm chán nhất nhé, sẽ là những thứ hiệu quả nhất. Và ở trong cái kênh của mình ấy, các bạn xem cái kênh của Thoát Chứng Khoán ấy, mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn những thứ cực kỳ đơn giản và nhàm chán. Nhàm chán ở đây về góc độ phân tích, các bạn không thấy màu mè, các bạn chả thấy có cái gì mà mang cái chất là tin tức, không có cái gì mang cái chất là trường, đúng không? Phân tích cơ bản cũng có phân tích, nhưng mình chỉ phân tích những cái về hiện tại kết quả kinh doanh thôi, không đi đồn đoán. Mọi thứ nó phản ánh trong giá thôi, mọi thứ đều như vậy, hàng ngày các bạn phân tích đều như vậy, chỉ có gọi là thị trường, dòng cổ phiếu mạnh và các cổ phiếu mạnh, nó chỉ như thế thôi. Thì mình nghĩ rằng cái mà hệ thống các bạn thấy đơn giản nhàm chán đó, nó sẽ là những thứ mà bạn có thể đo lường dễ nhất, kiểm nghiệm dễ nhất nhé. Thì mình cũng, các bạn có thể, kênh thì cũng là mới xây dựng thôi, nhưng mà mình cũng cái thông điệp, cái cách tiếp cận đó, thì mình nghĩ là cũng chia sẻ cho các bạn. Thứ nhất là những cái gì mà mình nghĩ là tốt nhất cho những nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư mới. Có những nhà đầu tư cũ hơn thì sẽ có cái quan điểm bảo thủ hơn, nhưng mình hy vọng là những nhà đầu tư mới sẽ có những cái sự đón nhận về cách tiếp cận vấn đề. Hàng ngày mình đều chia sẻ với các bạn về góc nhìn về thị trường này, quan điểm thị trường, ghi nhận hiện trạng và có những kịch bản cho tương lai. Ở đây để đoán thị trường thì mình nghĩ nó cũng cũng chúng ta có thể làm được cái việc đấy, có thể làm được việc đấy, nhưng mà cái việc ghi nhận hiện tại và đưa ra kịch bản đầu tư nó sẽ là hiệu quả hơn rất là nhiều. Và theo dõi các cái dòng cổ phiếu mạnh, và mình cũng gợi ý các cái cổ phiếu cho các cái điểm mua bùng nổ trong phiên này, các bạn có thể nhìn thấy, và kể cả những cái cổ phiếu mà kiệt vôn nhé, kiệt vôn. Đối với chiến lược ví dụ mua hiện nay là cổ phiếu kiệt vôn thì mình cũng cho cái list đây, thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể nghiên cứu, có thể đo lường nhé. Các bạn sẽ so sánh một cái hệ thống mà mình chia sẻ, một cái hệ thống khô khan nhàm chán đơn giản nhưng mà dễ đo lường, thử với các hệ thống khác xem các bạn, thứ nhất là về góc độ, về tư duy đầu tư, về triết lý đầu tư, về kết quả đầu tư nhé. Ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn, đây là cái nội dung cuối cùng của trong cái nội dung này. Thì ở đây à, cái phương pháp đầu tư các bạn ạ, các bạn tự đặt ra nhé. Tất cả trong cuộc sống chúng ta đều đi theo cái trục này, đúng không ạ? Trong cuộc sống hoặc làm việc, hoặc trong suy nghĩ, hoặc trong học tập, bao giờ chúng ta phải có một triết lý tư duy khi làm cái gì thế, đúng không ạ? Chúng ta chơi một đồ trò chơi gì đấy, hoặc chúng ví dụ chúng ta học về chụp ảnh đi, đúng không? Hoặc chúng ta làm một cái việc gì đấy thì nó phải có một cái tư duy, cái cách tiếp cận vấn đề, cái triết lý ra sao, đúng không? Cái cách làm ra làm sao, đúng không? Cái quy trình làm thế nào, thì khi các bạn có những cái này này thì nó phải tương quan lẫn nhau, triết lý, phương pháp, quy trình nó phải gắn với nhau, đúng không ạ? Chứ triết lý một đằng thì quy trình là một nẻo, phương pháp lại làm một cách khác, đúng không ạ? Các bạn thấy bao giờ nó phải có sự chặt chẽ và logic và xuyên suốt nhé. Những cái này nó sẽ là sợ chỉ đỏ xuyên suốt trong cái hoạt động về chia sẻ về thông tin, về chia sẻ kiến thức nhé. Các bạn có kiểm chứng được không, các bạn có đo lường được không? Khi không có quy trình, không có phương pháp thì các bạn làm sao mà đo lường được, đúng không ạ? Nó phải cụ thể, nó phải rõ ràng, kiểm chứng đo lường được nhé. Và gần như khi các bạn làm được những việc này thì các bạn mới loại bỏ cảm xúc được, thì mới đầu tư được, đúng không? Chẳng may mà lỗ thì phải hiểu tại sao mà lỗ, để còn tôi còn sửa chứ, đúng không? Chứ còn nếu mà đầu tư theo cái hướng gọi là nghe các cái tin tức tin đồn thì gần như là sẽ khó để có thể sự tiến bộ lắm. Đó là những cái chia sẻ của mình hôm nay. Thực ra là chia sẻ nó cũng có thể có những nội dung nói nó hơi gắt một tí, tức là ý gọi là cua hơi gắt á. Thì ở đây thì mình cũng muốn chia sẻ những thứ gọi là rất là chân thành đấy, rất là chia sẻ với các bạn, đặc biệt là nhà đầu tư mới, khi mà mình có những cái góc nhìn nó open, nó mới cởi mở hơn. Những nhà đầu tư cũ thì mình nghĩ là sẽ khó hơn. Ok, cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.